Kính thưa quý vị, người Hoa Kỳ bị Al-Qaeda bắt giữ ở Pakistan kêu cứu, tên từ Lahore. Trong một đoạn video được phát hành vào hôm nay, một người Hoa Kỳ bị Al-Qaeda bắt cóc ở Pakistan 2 năm trước đây đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama can thiệp và giúp thương lượng để ông được thả. Trong một đoạn video dài 13 phút do chi nhánh truyền thông của Al-Qaeda phát hành đã được đăng trên một số trang mạng tin tức, cho thấy ông Warren Weinstein, 72 tuổi, trông hốc hác và mệt mỏi. Ông Weinstein đã bị bắt cóc vào năm 2011 tại thành phố Lahore, nơi ông làm việc cho một công ty tư vấn Hoa Kỳ. Khu vực bộ lạc của Pakistan ở vùng biên giới với Afghanistan là nơi trú ẩn an toàn cho Al-Qaeda, Taliban và các nhóm chiến binh khác. Và chính phủ Islamabad đã bị áp lực từ Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn để tiêu diệt quân khủng bố.